Thứ trưởng Bộ Công Thương, giá xăng lẽ ra còn phải điều chỉnh cao hơn nhiều. Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương, chiều ngày 17 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Đỗ Thắng Hải, đã phản hồi thông tin về việc giá xăng dầu liên tục tăng trong thời gian qua và quỹ bình ổn xăng dầu. Thứ trưởng cho biết, từ hồi đầu năm đến nay, Liên Bộ có 18 lần điều hành giá xăng dầu. Trong đó có 2 lần điều chỉnh giảm, 6 lần điều chỉnh tăng giá, 10 lần giữ ổn định giá. Tuy nhiên, để giữ ổn định giá xăng dầu, tổng cộng 10 lần, Bộ Công Thương đã phải trích quỹ bình ổn để bù, đảm bảo không tăng giá. Tổng cộng là hơn 18.466 đồng mỗi lít. Cho 10 lần, tổng cộng đến ngày 25 tháng 9, quỹ bình ổn giá phải chi 5.500 tỷ đồng. Đến ngày 31 tháng 8, quỹ còn 3.100 tỷ đồng. Lần gần đây nhất, Bộ đã quyết định không trích lập quỹ bình ổn nữa, ông Hải thông tin. Theo quy định, Liên Bộ sẽ trích quỹ 300 đồng mỗi lít từ quỹ bình ổn giá, nhưng do vừa qua, giá xăng dầu thế giới tăng rất cao, nên Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định ngừng trích quỹ. Theo ông Hải, đáng lẽ lần điều chỉnh giá gần đây, xăng phải tăng hơn 1.500 đồng mỗi lít. Nhưng chúng ta đã bù lại hơn 800 đồng mỗi lít, nên xăng dầu chỉ tăng có gần 700 đồng mỗi lít. Đây là lợi ích rõ ràng của quỹ bình ổn giá xăng dầu. Nếu không có quỹ này, thì giá xăng dầu thế giới tăng bao nhiêu thì ta tăng bấy nhiêu, giảm bao nhiêu thì ta giảm bấy nhiêu, ông Hải nói. Cũng theo ông Hải, ở Việt Nam có hiện tượng lạm phát kỳ vọng. Tức là giá xăng tăng, thì nhiều mặt hàng không liên quan cũng tăng theo. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đầu vào của các doanh nghiệp cao hơn nữa là ảnh hưởng đến GBI. Do vậy việc sử dụng quỹ bình ổn đã phát huy tác dụng của nó. Trước mắt, chúng ta thực hiện không trích quỹ bình ổn giá trong thời gian tới. Ông Hải cho biết việc điều chỉnh xăng dầu như thế nào còn phụ thuộc vào tình hình thực tiễn, giá xăng dầu thế giới và quỹ bình ổn giá còn lại bao nhiêu. Ngoài ra, từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thuế môi trường cho xăng dầu tăng theo trần. Từ 3.000 đồng lên 4.000 đồng, có nghĩa 1 lít xăng sẽ tăng thêm 1.000 đồng. Khi đó vai trò của quỹ bình ổn sẽ hết sức quan trọng. Tuy nhiên, ông Hải cũng cho biết, điều này còn phụ thuộc vào việc quỹ còn bao nhiêu. Muốn có quỹ thì phải tiếp tục trích. Nhưng nếu trích khi giá xăng dầu tăng cao, thì lại ảnh hưởng đến giá xăng dầu trong nước. Đây là vấn đề mà Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ báo cáo kỹ lưỡng lên trưởng ban chỉ đạo giá để xem xét, ông Hải nói. Chủ tịch Quốc hội, nhiều người giàu lên, thành đại gia bất động sản từ đất đai. Sáng ngày 16 tháng 10, tiếp tục phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến ngân sách, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu từ năm 2019 trở đi, phải thực hiện đấu thầu công khai, việc giao đất, có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần. Để thực hiện mục đích kinh doanh thương mại, Chủ tịch Quốc hội cho rằng phải đấu thầu công khai, bao gồm cả đất đang cho doanh nghiệp nhà nước thuê, hoặc đất đai có tài sản, sở hữu nhà nước trên đất, trừ những trường hợp nhỏ lẻ. Hoặc giao đất để thực hiện dự án tái định cư, khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình, dự án hạ tầng quan trọng. Còn lại tất cả các trường hợp đều phải đấu giá công khai. Nếu cần thiết, để có điều kiện đấu giá, thì nhà nước ứng vốn để giải quyết mặt bằng, theo tiến độ đền bù, hỗ trợ cho người dân. Và sau khi đấu giá xong, thì hoàn trả lại tiền tạm ứng cho ngân sách, bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, làm như hiện nay, nhà nước thất thoát nhiều lắm trong vấn đề đất đai. Do đó, bà khẳng định, nếu làm được việc này, chúng ta sẽ quản lý được tài nguyên quốc gia. Bây giờ người ta giàu lên, là từ cái này thôi, đại gia bất động sản, là từ chỗ này thôi. Vì vậy phải đấu giá công khai. Cái gì liên quan đến đất đai, của nhà nước để thu tiền. Chứ bây giờ giao đất thu tiền một lần, cho thuê đất thuộc doanh nghiệp nhà nước. Rồi theo kiểu thư thế này, không rõ ràng, thất thoát tiền bạc của nhà nước. Thất thoát ở đây không phải là tham nhũng, mà thất thoát là do cơ chế, quản lý của chúng ta. Do đó, phải đưa vào nghị quyết kỳ họp, hoặc nghị quyết ngân sách, để Quốc hội giám sát, bà Ngân nói. Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Thị Kim Ngân, cũng đề nghị chính phủ phải xem lại Nghị định 126/2017/NĐ-CP về quy định việc chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần phải tuân thủ theo luật ngân sách. Tôi cho rằng chưa đúng luật ngân sách. Do đó,
đề nghị trong quý 4, 2018, phải sửa đi. Theo Chủ tịch Quốc hội, kể từ năm 2019, tất cả các khoản đều phải thực hiện, theo luật ngân sách. Nói về tiền thoái vốn nhà nước, ở các doanh nghiệp mà chúng ta bán cổ phần, bà Ngân cho rằng, trong Nghị định 126, quy định, nộp tiền về quỹ hỗ trợ, sắp xếp, phát triển doanh nghiệp. Nội dung này là sai, so với Điều 35, Điều 37, luật ngân sách nhà nước. Do đó đề nghị, nộp về ngân sách trung ương. Đối với các khoản, do ngân sách trung ương đầu tư, ngân sách địa phương đối với các khoản, do ngân sách địa phương đầu tư. Tại các tổ chức kinh tế, Chủ tịch Quốc hội cho ý kiến, đồng thời đề nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ghi vào nghị quyết phiên họp. Hoặc nghị quyết ngân sách, để cho chính phủ sửa. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, thực hiện điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, tăng 7%, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết. Sáng ngày 16 tháng 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến các báo cáo về ngân sách nhà nước. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, phương án phân bổ dự toán ngân sách trung ương năm 2019 báo cáo trên cơ sở dự toán tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2019 là 1.411.300 tỷ đồng, dự toán bộ chi ngân sách nhà nước là 222.000 tỷ đồng, dự toán tổng chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.633.300 tỷ đồng, dự kiến khoảng 16.200 tỷ đồng thực hiện cải cách tiền lương trên cơ sở điều chỉnh tiền lương cơ sở từ 1.390.000 đồng trên một tháng lên 1.490.000 đồng trên một tháng bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng cùng mức và thời điểm tăng lương cơ sở, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thông tin. Thẩm tra tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018 và dự toán 2019, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội nhận xét cơ cấu chi ngân sách dự kiến bố trí chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư cho tổng chi ngân sách nhà nước. Năm 2019, tỷ trọng chi thường xuyên dự kiến khoảng 63,8% tổng chi, thấp hơn dự toán năm 2018 là 64,1%, tỷ trọng chi đầu tư 26,3%, cao hơn dự toán năm 2018 là 26,2%. Sự chuyển biến của tỷ lệ này tuy còn rất khiêm tốn nhưng đã góp phần bảo đảm mục tiêu cơ cấu chi đầu tư chi thường xuyên theo nghị quyết của Quốc hội. Đặc biệt trong bối cảnh thu ngân sách nhà nước còn khó khăn, nhiệm vụ chi lương bố trí cao hơn, tăng lương cơ sở 100.000 đồng trên một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 và bảo đảm các chính sách an sinh xã hội ngày càng nhiều, việc chuyển dịch cơ cấu chi ngân sách nhà nước như dự kiến là sự nỗ lực trong quản lý, điều hành của chính phủ, các bộ, ngành và các cấp chính quyền địa phương, báo cáo thẩm tra nêu rõ. Tuy nhiên, một số ý kiến tại cơ quan thẩm tra cho rằng việc bố trí tăng lương cơ sở cao hơn so với các năm gần đây sẽ tạo áp lực và khó khăn hơn để giảm chi thường xuyên theo các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội. Trong khi bệnh nhân đang phải nằm hành lang bệnh viện thì thành phố lại sốt sắng, họp phiên bất thường để đồng ý việc xây dựng nhà hát. 1.500 tỷ đồng thì quả là nghịch lý. Sao các lãnh đạo không sốt sắng đến bệnh viện như họ quyết việc xây nhà hát nghìn tỷ? Anh Tuấn, 26 tuổi, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Các bệnh viện lớn, đầu ngành trên địa bàn, thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải. Những ngày gần đây, dịch tay chân miệng bùng phát, càng khiến tình trạng này thêm trầm trọng. Ghi nhận của phóng viên tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, với số lượng bệnh nhi tới khám tăng kỷ lục đã dẫn đến tình trạng quá tải, nhiều phòng bệnh chật kín, số giường bệnh không đủ đáp ứng việc khám chữa trị, khiến cho nhiều bệnh nhi và người nhà phải nằm tràn lan ngoài hành lang. Hầu hết mọi ngóc ngách trong bệnh viện đều được tận dụng hết mức có thể để đặt thêm giường bệnh cho các bệnh nhi điều trị. Các giường bệnh được bố trí nằm san sát nhau, nhiều khi chắn ngang cả lối đi lại, khiến không gian trở nên ngột ngạt. Việc bố trí giường bệnh nằm san sát nhau không chỉ ảnh hưởng đến quá trình điều trị của bác sĩ mà còn gây khó khăn cho người thân trong việc chăm sóc bệnh nhi. Bệnh nhân thì được nằm trên giường kê ngoài hành lang, còn bố mẹ các cháu phải kê vong xếp ngủ bên cạnh. Phải nằm viện trong hoàn cảnh thế này khiến các bố mẹ bệnh nhân than thở, vào viện thế này có khi còn thêm bệnh. Rất nhiều phụ huynh phải trải chiếu trên nền sát bên giường bệnh của con mình để tiện cho việc chăm sóc.
nhiều phụ huynh phải mua giường xếp và chiếu để nằm vì các giường bệnh đã trở nên chật kín, quá tải. Hai người chung giường cũng chẳng sao. Có giường nằm là may mắn rồi, một bệnh nhân nói. Đồ đạc của bệnh nhân xếp kín lối thang bộ của bệnh viện. Hành lang có thể trở thành giường bệnh, thì ghế ngồi thành nơi chứa đồ, cũng là điều dễ hiểu. Nhiều người so sánh. Bệnh viện những ngày này, chẳng khác nào trại tị nạn. Anh Tuấn 26 tuổi, quận Tân Bình, người nhà của bệnh nhi, đang điều trị tại bệnh viện. Tỏ ra rất bức xúc, khi bệnh viện đang thiếu thốn, cơ sở vật chất nghiêm trọng, nhiều giường bệnh đã trở nên quá tải. Và các bệnh nhi, phải nằm ngủ ngoài hành lang, mà thành phố lại sốt sắng, họp bất thường, để thông qua việc xây nhà hát. 1.500 tỷ đồng. Trong khi bệnh nhân đang phải nằm hành lang bệnh viện, thì thành phố lại sốt sắng, họp phiên bất thường. Để đồng ý việc xây dựng nhà hát, 1.500 tỷ đồng, thì quả là nghịch lý. Sao các lãnh đạo không sốt sắng, đến bệnh viện? Như họ quyết việc xây nhà hát nghìn tỷ, anh Tuấn, 26 tuổi, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.